Hiện tại chúng ta đang đi trên con đường Cao Triều Phát. Đường Cao Triều Phát nằm trên địa bàn phường Tân Phong, có chiều dài 609m, đi từ đường Phạm Văn Nghị rẽ vào đến đường Nguyễn Cao. Ông sinh ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Sửu, tức 17 tháng 4 năm 1889, mất năm 1956 tại làng Vĩnh Lợi, Tổng Thạnh Hòa, tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc thành phố Bạc Liêu. Ông là một nhân sĩ trí thức Việt Nam thời cận đại. Ông cũng là một tín đồ cao cấp của Cao Đài Minh Chơn Đạo, từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hội trưởng Cao Đài Cứu Quốc 12 Phái Hiệp Nhất, trưởng quản Cửu Trùng Đài Hội Thánh Cao Đài duy nhất.